Thưa quý vị, để có được những chậu hoa hồng cổ thụ khỏe cho nhiều hoa và bông hoa đẹp như thế này, thì chị Trang đã phải áp dụng những kỹ thuật canh tác đặc biệt, mà cụ thể là không sử dụng hóa chất trong quá trình chăm sóc. Vậy những loại phân bón nào đã được chị Trang sử dụng để thay thế cho phân bón hóa học? Hay cách mà chị phòng trừ bệnh hại cho hoa mà không cần dùng đến hóa chất bảo vệ thực vật là gì? Mời quý vị và bà con cùng tiếp tục theo dõi chương trình để tìm hiểu câu trả lời. Hoa hồng từ lâu đã là một món quà tuyệt vời để dành tặng cho những người phụ nữ mà bạn yêu quý vào dịp đặc biệt. Nhưng hàng ngày được thưởng thức những bông hoa do chính tay mình trồng nữa thì còn gì hạnh phúc hơn. Là một người yêu hoa hồng, bạn quyết định rước ngay mấy chậu hồng để quanh nhà, cũng bắt đầu tìm hiểu cách thức chăm sóc hoa hồng của những người đi trước chia sẻ. Nhưng rồi thực tế thì không đơn giản như vậy. Những cây hồng của bạn chẳng chịu ra hoa, mầm chồi còn chẳng có, thậm chí còn ra đi lúc nào chẳng hay. Vậy là kế hoạch của bạn dường như vỡ lở. Ngày phụ nữ Việt Nam sắp tới chắc phải ngậm ngùi đi mua một ít hoa bó sẵn về tặng người thân thôi. Nhưng hãy nhớ lại lý do mà bạn đã trồng những cây hồng của mình đi. Một bó hoa có ý nghĩa không nằm ở giá trị của bó hoa đó là bao nhiêu, mà nằm ở cái cách từng bông hoa được nâng niu và trân trọng như thế nào. Nếu bạn muốn tận hưởng cảm giác sung sướng thì cây hồng nhà mình đồng loạt ra hoa, mầm tược tua tủa, sức sống mạnh mẽ và cho hoa quanh năm, thì bây giờ vẫn kịp để cho bạn biết bí mật này nhé. Bộ Row Care là combo 3 phân bón hữu cơ vi sinh cho hoa hồng công nghệ Nhật, có tác dụng kích thích mầm chồi mọc tua tủa, nuôi dưỡng mầm lá mập mạp cứng cáp, kích thích ra hoa, dưỡng bông hoa hồng to đẹp. Bộ sản phẩm bao gồm 3 chai chế phẩm kích thích mầm chồi BioGrow, dịch đạm cá BioFit và phân bón kích thích hoa đậu quả BioFlower. BioGrow cung cấp dinh dưỡng và kích thích cây trồng ra nhiều mầm chồi, được sản xuất từ các nguyên liệu có nguồn gốc tự nhiên như rêu, tảo biển, cá, đỗ tương, humic, v.v. BioFit cực kỳ giàu đạm, khoáng chất và vitamin để chăm sóc cây trồng, giúp bộ lá bóng khỏe, chồi nụ mập mạp, cây cứng cáp. BioFlower kích thích cây trồng ra nụ, nở hoa và nuôi dưỡng bông to đẹp, được sản xuất từ các nguyên liệu tự nhiên, giàu dinh dưỡng như rêu, tảo biển, cá, đội tương, trứng, lông gà, củ chuối. Ngoài ra, combo Row Care còn bổ sung hàng tỷ lợi khuẩn hoạt động mạnh mẽ, tăng khả năng phân giải các chất dinh dưỡng khó hấp thụ trong đất. Nhờ các axit amin bám dính trên lá khi phun mà Row Care làm tăng khả năng bám dính và thẩm thấu của thuốc trừ sâu, hiệu suất hấp thụ dinh dưỡng cực cao lên đến 95%, giúp bạn có thể nhanh chóng thấy được công dụng của bộ sản phẩm chỉ với 2-3 lần sử dụng. Hơn thế nữa, đây là chế phẩm sinh học nên tuyệt đối an toàn với con người và môi trường. Không hề lo cây bị sốc thuốc do quá liều, sử dụng đơn giản, chỉ cần pha loãng theo công thức và phun theo hướng dẫn thì chẳng mấy chốc cây hoa hồng nhà bạn sẽ lại đâm chồi kết hoa. Hái những bông hoa tươi mới, đong đầy sương mai trong vườn nhà, dành tặng cho những người mình yêu thương nhất chẳng phải là rất tuyệt sao? Hoa trong vườn không chỉ để ngắm mà còn có thể sấy khô để làm trà hoặc để trang trí. Thiết nghĩ hoa chăm sóc bằng sản phẩm sinh học thì chẳng cần phải lo đến dư lượng thuốc làm gì cho mệt, chỉ cần tận hưởng thôi bạn nhé.